Tài năng là gì? Nhiều người đặt ra câu hỏi này khi chương trình lên sóng. Mỗi người sẽ có những câu trả lời khác nhau. Nhưng để chứng minh mình thực sự có tài năng, trước hết bạn phải mạnh dạn bước ra sân khấu. Em xin kính chào ban giám khảo cùng toàn thể các khán giả ngày hôm nay. Em tên là Phương Anh và em đến từ Hà Nội. Hiện em đang học lớp 10 trường Trung học phổ thông Việt Đức ạ. Phương Anh ơi. Vâng, xin mời Phương Anh bắt đầu phần diễn. The weekend's almost done. The moon is low in the sky. I feel like going out before the night passes by. I won't just sit around when life becomes a drag. I dance. When it goes, let's dance. What the weekend, what the night is all about. Let's dance. Grab the girlfriends, grab the boyfriends, sweat it out. Let's dance. Move your whole body and let's start the party. Too much number one girl can make a girl crazy. I need someone to dance with me, baby. Dance. The music's on. Turn it up, turn it up, turn it up. My favorite song. Number one girl can make a girl crazy. I need someone to dance with me, baby. Dance. Cảm ơn ạ. Một phần trình diễn xuất sắc nhất ngày hôm nay. Cảm ơn ạ. Bạn biết không, lúc mà bạn trình diễn á, lúc mà bạn hát á, cái gương mặt của bạn nó ánh lên, nó rạng ngời lên. Và tôi rất là thích nhìn cái ánh mắt của bạn khi bạn hát. Cảm ơn ạ. À, khi bạn hát á, bạn rất là quyến rũ. Đây là lần đầu tiên có người nói em như thế. Tôi rất thích. Tôi rất thích cái động tác hất tóc các bạn. Ôi bạn duyên dáng vô cùng. Và bạn, nếu như bạn là một người châm cứu thì bạn đã châm đúng vào trái tim của tất cả mọi người ở đây.
những trái tim đã chết rồi bỗng nhiên sống lại vì bạn đã giúp cho họ hồi sinh. Bạn tuyệt vời. Em mất một bên rồi ạ. Tôi nghĩ em sinh ra là để đứng lên sân khấu và để trình diễn cho mọi người xem và để mang lại cho mọi người những giây phút rất là hạnh phúc. Và anh nghĩ là với cái lời mời đấy thì không ai không thể đứng dậy nhảy được. Chúng tôi sẽ dành phần quyết định lại cho tất cả quý vị khán giả. Khán giả, xin mời khán giả sẽ hô thật to được không ạ? Bây giờ quý vị có đồng ý không? Đồng ý! Wow. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Hay quá. Chúc mừng nha. Mẹ bạn đã khóc hay đây quá, các bạn. Quá hay. Thấy chưa? Một phần trình diễn ha. À, đây, trả lại một cái nó bị rớt. Đi diễn máu lửa quá hả? Quên mất là nó rớt đi đâu rồi. Cái này mới có vài phần công lực thôi phải không? Vâng. Vô vòng trong tiếp tục dạ. Trình diễn cho khán giả thấy hết tất cả những gì tài năng của bạn. Tôi không mà có lo. Tôi không mà có lo lắng gì hết. Không ngủ được hả? Không được sao hơi nhiều của mình. Thôi bây giờ về ngủ bù. Ngủ bù tối hôm qua cho có hơi. Làm sao gì tiếp. Căn bệnh quái ác có thể lấy đi đôi chân của Phương Anh, nhưng âm nhạc cùng niềm đam mê chắc chắn sẽ chấp cánh cho ước mơ của bạn. Rất là vui, không thể tả được cảm xúc đấy, rất là hạnh phúc.